Dự báo từ đêm ngày 6 tháng 6 sẽ tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, kéo dài trong nhiều ngày. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tăng cường kiểm tra, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống ứng phó với mưa lũ, rông lốc, xét, sạt lở đất đá theo quy định. Các địa phương ra soát, kiên quyết sơ tán di chuyển những hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn chỉ đạo các chủ đập hồ chứa thủy điện thủy lợi, hồ đập chứa chất thải công nghiệp thực hiện kiểm tra xử lý các khu vực trọng điểm xung yếu, vận hành hồ chứa xả lũ đúng quy trình, tổ chức lực lượng tuần tra cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống lũ quét, thông báo cho người dân không nghỉ qua đêm tại lều, lán, nương dãy, không đi làm nương, chăn thả gia súc xa nơi cư trú để kịp thời di chuyển về nhà khi có mưa lũ không vớt củi đánh bắt cá tại các sông suối khi nước lũ lên cao